Bạn có biết một diễn viên trong Kamen Rider Amazons mới đây đã bị bóc phốt là đánh vợ? Nhân vật Haruka Mizusawa chỉ mới có 2 tuổi. Hai chuyện Alpha và Omega đã từng xuất hiện trong tác phẩm Shin Cậu Bé Bút Chì hay chưa? Tất cả đều sẽ được giải đáp trong video Top 50 sự thật thú vị về bộ phim siêu nhân kinh dị gây sốt một thời trong làng Tokusatsu Kamen Rider Amazons. Nào, giờ thì bấm đăng ký kênh và xem tiếp thôi. Let's go! Biên kịch của phim Kamen Rider Amazons là nhà văn Yasuko Kobayashi. Bên cạnh Amazons, bà Kobayashi còn viết kịch bản cho nhiều dự án tokusatsu khác như là Gingaman, Time Rangers, Ryuki, Deno, Shinkenger, Ozu, Gobusters, Tokuger và Zero Black Blood. 2. Kamen Rider Amazons 2016-2017 là phiên bản làm lại đen tối và hiện đại hơn của loạt phim truyền hình cùng tên đã ra mắt vào năm 1974. Điểm khác biệt nhỏ duy nhất là ở chữ S cuối chữ Amazon, vì cốt truyện của series làm lại xoay quanh nhiều rider hơn so với series gốc. 3. Khi Kamen Rider Amazons được khởi chiếu vào tháng 4 năm 2017, khán giả chỉ có thể xem trực tuyến thông qua ứng dụng Amazon Prime Video của Nhật vì định dạng phát sóng của phim lúc này là web drama. 4. Sau 2 tháng công chiếu, phim mới được xuất hiện trên sóng truyền hình vào khung giờ tối muộn của kênh BS Asahi và Tokyo MX. 5. Nhà sản xuất Shinichiro Shirakura từng chia sẻ rằng ông không cảm thấy các tác phẩm Kamen Rider ở thời điểm hiện tại thú vị chút nào. Do đó, ông hy vọng với Amazons thì những Kamen Rider khuyết nha sẽ lấy lại được bộ nanh của mình. 6. Cốt truyện và vũ trụ của Amazons hoàn toàn tách biệt so với các loạt phim Kamen Rider khác. 7. Tiêu đề của các tập phim được đặt tên và sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh. Tuy vậy, ta vẫn có một ngoại lệ là tập phim cuối cùng. Theo đó, tiêu đề của nó hoàn toàn trùng tên với tập đầu tiên. Điểm khác biệt duy nhất là chữ Z của tập đầu không được in hoa, còn tập cuối thì có. 8. Khẩu hiệu ban đầu của phần 1 là Open Your Amazons, nghĩa là hãy phóng thích con dã thú bên trong người. Tuy nhiên, khi phát sóng trên truyền hình, khẩu hiệu đã được đổi lại thành Kari, Kaishi, nghĩa là cuộc săn, khai màn. 9. Để nhá hàng cho tác phẩm, Toei đã để cho 3 Amazon Rider là Alpha, Omega và Neo xuất hiện trong movie Kamen Rider X Super Sentai Chou Super Hero Taisen. Ngoài ra, một Amazon rơi cũng đã xuất hiện với tư cách là thành viên của đội quân Shockers Game World. 10. Bên cạnh phim ảnh và trò chơi điện tử, thương hiệu Amazons còn có một dự án truyện tranh tên là Kamen Rider Amazons Gaiden Light of Fireflies do biên kịch Kobayashi giám sát và chấp bút bởi Shinjiro. Dòng thời gian của truyện diễn ra giữa phần 1 với phần 2 và có cốt truyện xoay quanh Shoshorimachi, một Amazon đom đóm. 11. Các cảnh phim xem trước của phần 1 có tựa đề là Next Hunt và Last Hunt ở những tập cuối. Khi sang phần 2, các tựa đề này đã được đổi lại thành Next Target và Last Target. 12. Mô tả trong phiên bản phát hành quốc tế của Kamen Rider Amazons đã nhầm lẫn nó với series gốc năm 1974 khi gọi nó là tác phẩm thứ 4 trong loạt phim Kamen Rider. 13. Tên của công ty dược phẩm Nozama là từ Amazon nhưng được viết ngược lại. Đây là một trò đùa ám chỉ đến Tomoko Nozama, một nhân vật được đặt theo tên của Amazon trong Kamen Rider Forge. 14. Trước khi phần 2 được phát hành, nhà sản xuất Shirakura đã nói rằng phần này sẽ không thể nào phát sóng trên truyền hình được vì mọi thứ bây giờ đã trở nên điên loạn và máu me hơn rồi. 15. Theo dự định ban đầu của Kobayashi, sẽ không có nhân vật nào của phần 1 xuất hiện trong phần 2. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với nhà sản xuất Naomi Takebe, bà đã quyết định mang họ trở lại. 16. Phản diện trong movie The Last Judgment được thủ vai bởi nam diễn viên Nobuo Kiyo, người trước đây đã từng rất nổi tiếng trong cộng đồng fan tokusatsu với vai chiến binh nha nhẫn trong bộ phim tuổi thơ Siêu Nhân Cuồng Phong. 17. Hình dạng của thắt lưng Amazon's Driver dựa trên Condorers trong bản phim gốc, tuy vậy chức năng của hai thiết bị là hoàn toàn khác nhau. 18. Jin Takayama là rider đầu tiên trong thế giới Amazon sử dụng thắt lưng Amazon Driver. 19. Thiết kế của Kamen Rider Alpha được lấy cảm hứng từ thiết kế của hình dạng pre-Amazon của loạt phim gốc. 20. Cách phối màu của Alpha là sự trái ngược với Omega, theo đó màu sắc chính của Omega là xanh lá cây với các họa tiết màu đỏ, còn của Alpha là màu đỏ với các họa tiết màu xanh lá. Điều này tượng trưng cho sự đối lập của hai nhân vật Jin và Haruka. 21. Trước khi trở thành Jin Takayama trong Kamen Rider Amazons, nam diễn viên Masashi Taniguchi đã từng thủ vai siêu nhân xanh trong Kyuukyu Sentai Gogo 5 và phải nhận rất nhiều lời phê bình từ chính biên kịch Kobayashi.
Do đó, khi biết anh sẽ vào vai Kamen Rider Alpha, Kobayashi đã cảm thấy rất lo lắng cho bộ phim của mình. Tuy nhiên, sự tiến bộ trong diễn xuất của Taniguchi đã chứng minh rằng bà ấy đã sai. Kobayashi sau đó đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho phần thể hiện của anh, nhất là ở phần 2. 22. Hai Figure Omega lái Young Leader và Alpha vác hành lý đã xuất hiện thoáng qua trong bộ anime spin-off Carry On Shinchan Gaiden Omochawa. 23. Mũ bảo hiểm và cách phối màu của Omega dựa trên bản thiết kế ban đầu của Kamen Rider Amazon được vẽ bởi họa sĩ Shotaro Ishinomori. 24. Alpha và Sigma là hai Amazon Rider duy nhất không cần sử dụng vòng tay Amazon Register để kiểm soát bản thân. 25. Nam diễn viên Masashi Taniguchi đã kết hôn với nữ diễn viên lồng tiếng Aya Hirano vào tháng 1 năm 2024. 8 tháng sau, cả hai đã ly hôn với nhau vì các cáo buộc bạo lực gia đình từ phía nữ diễn viên Hirano. 26. Trong quá khứ, Jun Meihara là một thành viên của đội diệt trùng. Chớ trêu thay, cả hai lần qua đời của anh đều xuất phát từ chính đồng đội của mình. Khi còn là con người, Jun bị giết bởi Ryusuke Otaki. Sau khi trở thành Amazon, anh lại tiếp tục bị Mamoru kết liễu. 27. Haruka là chiến binh trẻ tuổi nhất trong series Kamen Rider Amazons. Về mặt sinh học, Haruka chỉ mới có 2 tuổi. Tuy vậy, trên trang web của Toei, tuổi chính thức của Haruka lại được ghi là 20. 28. Khi được đạo diễn hành động Kagenari Tabuchi hỏi về phong cách chiến đấu của Omega, đạo diễn Hidenori Ishida đã miêu tả nó là một sự kết hợp giữa mèo và báo. Tuy nhiên, từ tập 2 trở đi, cách di chuyển của anh ấy sẽ giống con người nhiều hơn. 29. Thiết kế của chiếc xe mô tô Young Leader dựa trên chiếc xe mô tô Gills Raider của Kamen Rider Gills. 30. Young Leader có cùng tông màu đỏ với Kamen Rider Alpha. Đáng tiếc thay, Jin Takayama lại không được nhà làm phim trao quyền sở hữu bất kỳ chiếc Young Leader nào. 31. Nam diễn viên Tomu Fujita, thủ vai Haruka, đã từ bỏ trường đại học y khoa và nha khoa Tokyo để có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Theo đó, đây là một trong những trường đại học thuộc top đầu tại Nhật Bản. 32. Phong cách chiến đấu của Alpha được đạo diễn hành động Kagenari Tabuchi diễn tả như một con chim săn mồi, giống với họ của anh. Theo đó, Takayama trong tiếng Nhật nghĩa là chim ưng. 33. Chiếc miệng khi mở ra của Amazon chuột chũi dựa trên hình tượng của loài chuột chũi mũi sao và quái nhân chuột chũi trong bộ phim gốc. 34. Khi mới gặp nam diễn viên Taniguchi để nói về nhân vật Jin, nhà sản xuất Shirakura đã nói anh ấy không cần phải diễn như một Kamen Rider và cũng đừng cố thể hiện nhân vật của mình là một anh hùng. 35. Thiết kế Amazon sứa của chị đẹp Nahana Izumi được lấy cảm hứng từ một chiếc áo choàng. 36. Bộ giáp cơ khí trên ngực và vai của Omega được lấy cảm hứng từ Android Gikider, một nhân vật siêu anh hùng của họa sĩ Shotaro Ishinomori. 37. Tình tiết đập trứng lên thắt lưng Amazon Drivers là gợi ý của nam diễn viên Taniguchi. 38. Đạo diễn Ishida nói rằng ông muốn diễn tả hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhau của Jin khi đi săn Amazon và khi ở với vợ mình, Nanaha. Theo ông, mối quan hệ của hai người này chủ yếu dựa vào đồ ăn, cảm xúc và tiền bạc. 39. Sau khi tham gia casting, nam diễn viên Yoru Majima thủ vai Chihiro nghĩ rằng vai diễn của mình chỉ đơn giản là trở thành một con quái vật. Phải đến khi công ty quản lý của Majima gọi điện thông báo anh đã đậu casting, anh mới biết vai của mình chính xác là vai chính của cả bộ phim. 40. Lúc đi thử vai cho phim Amazons, nữ diễn viên Ayana Shiramoto đã đi trễ. Khi ấy cô nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ rớt. May mắn thay, Shiramoto sau cùng vẫn được chọn vào vai Ayu Hoshino. 41. Nam diễn viên Taniguchi là một trong năm khách mời đặc biệt của chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. 42. Khác với những rider còn lại, đôi mắt trên mũ bảo hiểm của Neo được đặt sau một tấm tre màu vàng. 43. Dù chỉ là các nhân vật phụ, nhưng đạo diễn Ishida đã tạo ra rất nhiều thông tin cho câu chuyện phía sau của từng thành viên trong đội diệt trùng như ngày sinh, nhóm máu, v.v. Theo quan điểm của ông, thông tin về nhân vật phụ cũng nên được chi tiết như nhân vật chính. 44. Để hưởng ứng trò đùa cả tháng 4, trang web chính thức của bộ phim vào năm 2018 đã thay đổi poster phim thành hình ảnh Alpha và Omega cùng nhau tạo dáng trên nền hoa, nhằm thể hiện ý nghĩa các Amazon đang chung sống hòa thuận với nhau. 45. Movie The Last Judgment là tác phẩm điện ảnh thứ hai thuộc thể loại kinh dị trong thời Heisei sau Kamen Rider The Next. 46. Người thủ vai Ryusuke Otaki là nam diễn viên Ryoma Baba. Trước khi đóng Amazons, anh đã từng đóng một phim khác cũng do biên kịch Kobayashi viết kịch bản, đó là phim Chiến đội đặc mệnh với vai siêu nhân xanh. 47. Các họa tiết trên vai và chân của Omega được lấy cảm hứng từ trang phục của Amazon bản gốc, theo đó những đường sọc vằn này dùng để thể hiện mô típ kỳ đà của chiến binh.
48, phiên bản tà ác của Kamen Rider Amazon bản gốc trong trò chơi điện tử Pachinko Kamen Rider Full Throttle có tạo hình và cách phối màu rất giống với Sigma. 49, để phân biệt chiến binh Amazon bản gốc và thể hiện chủ đề cá Piranha, bộ giáp ngực của Alpha đã được đổi màu thành màu bạc thay vì giữ nguyên màu vàng với đỏ. 50, từ Hero trong tên của nam chính phần 2 có phát âm tương tự như Hero, nghĩa là anh hùng trong tiếng Anh. Còn theo tiếng Nhật, nó có nghĩa là đôi cánh và có mối liên hệ khá mật thiết với tên của bố mẹ cậu ấy. Từ Taka trong họ của Jin có nghĩa là chim ưng, còn từ Na trong tên của Nanaha có nghĩa là lông vũ. Và đó là 50 sự thật thú vị về Kamen Rider Amazons. Các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy bình luận phía dưới cho Mesine tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!